Chạy vô ta ghét. Chạy đi du lịch. Áp lực quá. Thôi. Máy đó là của ai đó? Của em thì là em bắn nè. Ở mình là nếu mua dùng 11 là đỡ vỡ. Và còn mấy kia là lại khác nữa. Ngày luôn đây à. Trời ơi. Alo. Ngay đầu hẻm cà phê Milano. Ngay đâu nó chỗ cà phê Milano này phố chị ơi. Cà phê Milano là cái cô à. Dạ. Có cái kiệt á, cái nó là cái kiệt 356, số nhà 356 là sẽ có cái kiệt. Cái kiệt là vô đó kia đấy chứ. Xe 38. Xe 38 đúng nè. Để nó chỗ 32 là kia rẻ vào là tới thấy xe 35 rồi đó. 356 là em vào mà đây chỉ đứng ngay chỗ cái nhà. Cái nhà đó. Nhà 356 chắc không lấy kiệt, không lấy quán cà phê đây hả? Cái nhà đang xây đúng không? Cái nhà đang xây. Ấy là chỉ đứng 356 nhưng mà đường chi? À, ta phải hỏi lại như rứa chứ. Đường chi rứa chứ. Tăng A tới 50 là hết mẹ rồi. Như nhai. Không, đây đường mồ đúng biết nữa.
xíu xíu quá trời. Ta nằm mơ ta mua siêu xe ta chạy nó mới ghê chứ. Hay nằm mơ lái xe vậy á, chưa biết lái xe luôn. Đừng có gồng lại em. Chị gồng chị đè em gồng lại. Em đậu đơn giản không? Ừ. Không gồng lại, mình gồng mình để em mỏi cái tay luôn. Phúc ạ, hôm qua em xem ở khách phá nút ruồi nó nhiều cục không?